Mình tham gia bảo hiểm này vì muốn bảo vệ sức khỏe và để dành chút ít tiền cho tuổi già. Điểm mình thích nhất ở chương trình này là nhân viên tư vấn nhiệt tình. Những lúc mà mình gọi là họ có mặt liền và những cái điều lợi nhiều về cho sức khỏe. Lý do mình tin tưởng và chọn insurance này là để dành một ít gì đó cho tuổi già và bảo để có khi phòng hồi khi mà bệnh tật ốm đau gì ạ.